môn trường của gia đình nhà trai trong buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị, chim tung cánh loan tin mừng hạnh phúc, hoa hãy gửi đón ánh bình minh, nhạc rộn ràng hân hoan mừng. Kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể hai bên gia đình và bạn bè xa gần của hai cháu. Hai cháu đã đến tuổi khôn lớn trưởng thành, được sự cho phép nhất trí của bố mẹ hai bên cùng toàn thể các cô hai bên gia đình. Hai cháu đã được phép tự do tìm hiểu và trải qua quá trình thời gian tìm hiểu. Hai cháu đã thực sự thương yêu nhau và đem lòng thương yêu nhau thực sự và hứa hẹn xây dựng hạnh phúc trong năm. Hôm nay là ngày lành tháng tốt và cũng là ngày cả hai bên gia đình cùng có điều kiện. Vậy hai bên gia đình thống nhất xây dựng hạnh phúc trăm năm cho hai cháu. Về phần gia đình nhà gái, chúng tôi hôm nay được sự thống nhất của gia đình. Trước hết, chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự nhiệt tình đón tiếp của các cô, công các bà và gia đình nhà trai đối với gia đình nhà gái chúng tôi. Thế và cuối cùng thì thay mặt cho gia đình nhà gái, nhân dịp đầu xuân năm mới, xin kính chúc các cô, công các bà cùng toàn thể hai bên gia đình năm mới được mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, kính thưa toàn thể các quý vị chị và các bạn thân mến, cụ ta xưa vẫn thường bảo rằng thông gia như dụng liền bờ, bên mong chẳng rể, bên chờ nàng dâu. Và ngày hôm nay hai con hai cháu được về bên nhau, làm cha làm mẹ, hai họ sẽ đáp nhau những câu thật ân tình. Vừa rồi là những lời phát biểu bằng học đến từ vị trưởng đoàn của bên gia đình nhà gái, và ngay sau đây sẽ là những lời đáp từ đến từ vị trưởng đoàn của bên gia đình nhà trai. Xin được trân trọng kính mời bác ạ. Kính thưa toàn thể các cụ, công các bà cùng toàn thể hội hôn, thay mặt cho họ nhà trai xin được kính truyền lời mời tới toàn thể các cụ, công các bà cùng toàn thể cô dì chú bác, anh chị cậu vợ và bạn bè thanh niên nữ của cô dâu và chú rể. Chúng ta hãy ăn trầu, uống nước, không được uống thuốc, cạn uống rượu để chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ ngày hôm nay. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể hội hôn, qua một quá trình tìm hiểu của cháu Hoàng và cháu Ngọc Anh đã được chín buổi. Đến hôm nay đã được báo cáo với cha mẹ đôi bên và được sự thống nhất của hai gia đình và của chính quyền hai địa phương. Hôm nay hai gia đình chính thức tổ chức lễ thành hôn cho đôi bạn trẻ ngày hôm nay. Vì vậy, đề nghị toàn thể các cô ông bà và toàn thể hội hôn, chúng ta hãy nổ một tràng pháo tay chúc mừng cho hạnh phúc đôi bạn trẻ ngày hôm nay. Vâng, kính thưa các cô và các bạn, vừa rồi toàn thể hội hôn chúng ta đã được lắng nghe ý kiến trao dâu rất chân thành của một ông đại diện họ nhà gái. Thay mặt cho họ nhà trai, chúng tôi xin ghi nhận ý kiến phát biểu trao dâu của ông. Và kể từ giờ phút này trở đi, chúng tôi xin nhận cháu Ngọc Anh là con dâu của gia đình và là cháu dâu của dòng họ Đặng chúng tôi. Và rất mong cháu Đặng Hoàng sẽ là rể thảo của gia đình các cụ, công các bà, gia đình nhà trai. Và kính kính thưa các cụ, công các bà, thay mặt họ nhà trai chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự có mặt đưa đón của các cụ, công các bà và toàn thể mọi người có mặt tại buổi hôn lễ ngày hôm nay. Sự có mặt hiện diện của các vị đã là thành công rất lớn cho buổi lễ thành hôn ngày hôm nay. Và trước khi dừng lời, nhân dịp đầu xuân năm mới, cho phép tôi xin gửi lời chúc hạnh phúc gia đình hạnh phúc tới toàn thể các cụ, công các bà và toàn thể cô dì chú bác, bạn bè thanh niên nữ của con dâu và chú rể. Trước khi những lời, tôi xin chúc lễ thành hôn của hai cháu thành công tốt đẹp và xin chúc hai cháu hạnh phúc tình nồng thắm thiên tu. Xin cảm ơn. Thưa quý vị, nhà gái vui mừng đến cửa, nhà trai đẹp tựa thuyền rồng, hai bên cha mẹ đã mừng lòng mừng chúc cho các con bốn chữ nghi kỳ gia thất. Và ngày hôm nay giữa thanh thiên bạch nhật, cha mẹ cho hai con về để hợp cẩn hồi môn. Vừa rồi là những lời phát biểu rất là chân tình của hai vị trưởng đoàn của hai bên gia đình nhà trai và nhà gái, và xin được mời hai bác sẽ cùng bắt tay nhau một cái thật chặt để cùng gắn kết cho tình thông gia kể từ ngày hôm nay về sau sẽ luôn luôn đậm đà như nước Hồng Hà cửu long. Một tràng tay thật lớn lên cùng chúc. Come on!
Vâng, xin được cảm ơn hai bác rất là nhiều. Xin mời hai bác sẽ cùng trở về các bàn tiệc trà để cùng chúc mừng ngày vui hạnh phúc cho cô dâu và chú rể. Và xin mời Đặng Hoàng và Hoàng Ngọc và nhau một câu yêu thương chỉ mới đầu đi nào. Vâng, và giờ phút này đây xin mời Đặng Hoàng và Ngọc Anh sẽ nghe theo những lời thơ của MC và làm theo. Và trước khi nghe theo những vần thơ yêu thương đó, xin mời cô dâu sẽ đặt đôi bàn tay của mình lên chỗ nào cứng nhất của chú rể. Cô dâu rất có kinh nghiệm. Thế còn chú rể thì sao ạ? Chú rể đặt bàn tay lên chỗ nào mềm nhất của cô dâu đi nào. Vâng, cô để tập rất là nhiều rồi đấy ạ, không phải lần đầu tiên đâu nhá. Vâng, và bây giờ chỉ cần cô dâu và chú rể nghe theo những lời của MC qua một bài thơ rất là nho nhỏ như thế này thôi. Đặng Hoàng và Ngọc Anh ơi, hai em hãy đầu sát lại gần nhau thêm chút nữa. Sát lại đi ạ. Những cánh tay hãy choàng xiết lấy đôi vai, hãy để tình yêu dâng lên sóng mắt, hãy tha thiết hai bờ môi say đắm và lắng nghe nhịp đập của trái tim. Nào, 1, 2, 3, 4, mình cùng hít hơi, cô dâu chú rể hít hơi đi ạ. 5, 6, 7, 8, cả nhà vỗ tay. Cô dâu và chú rể hít nhau luôn. Vâng. Cụ nội của chú rể đã dành những tình cảm, dành những hơi thở yêu thương. Xin mời món quà tiếp theo ngày hôm nay sẽ là món quà ông bà nội của chú rể. Xin được trân trọng kính mời ạ. Và sau món quà của ông bà nội của chú rể sẽ là món quà của ông bà ngoại chuẩn bị ạ. Vâng ạ, xin được trân trọng kính mời ạ. Vâng, bà nội của chú rể với ánh mắt thật hiền từ, bà đang dành những tình cảm, sự quan tâm nhất tới hai người cháu mà bà hết mực thương yêu trong suốt 3 năm qua. Vâng, và giờ phút này đây bà đang trao gửi một món quà cho hai cháu của mình với những lời chúc mừng hạnh phúc tốt đẹp nhất. Và cũng xin được đỡ lời cho cô dâu và chú rể, chúng cháu xin được trân trọng những tình cảm của ông bà luôn dành cho chúng cháu. Xin được kính chúc cho ông bà sẽ luôn luôn mạnh khỏe và bình an. Hai người cháu yêu thương của bà. Và ngày hôm nay ông bà ngoại cũng có món quà thật ý nghĩa dành cho hai cháu của mình. Chúc cho hai cháu sẽ luôn luôn kề vai sát cánh bên nhau để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Và cũng xin được đỡ lời cho chú rể và cô dâu, chúng cháu xin được trân trọng cảm ơn món quà của ông bà ngoại rất là nhiều. Và kính chúc cho ông bà. Vâng, quý anh chị và các bạn ơi, chúng ta vỗ tay thật lớn để cô dâu và chú rể họ sẽ nở một nụ cười thật đáng yêu sân khấu ạ. Và vào thời khắc này, ban tổ chức của chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời bố của chú rể cũng như là bố cô dâu cũng sẽ trở về trung tâm sân khấu để cùng chứng kiến những nghi thức tuyệt vời này và chuẩn bị đón những ly rượu hiếu từ phía những người con của mình trong ngày hôm nay ạ. Xin được trân trọng kính mời hai người cha thân sinh ra cô dâu và chú rể ạ. Thưa quý vị, ơn cha lành thao từ núi Thái, nghĩa mẹ hiền sâu từ biển khơi, dù cho dâng tròn cả đời cũng không trả hết ơn người sinh ta. Với món quà thật thiêng liêng và ý nghĩa, cha mẹ dành. Yêu ơi, mày đi ra tao quay mặt ra đây. Nào, ai? Vâng, em trai của chú rể trông rất giống trai Hàn Quốc đúng không ạ? Ngày hôm nay rất là tuyệt vời với món quà dành cho anh chị của mình trong ngày hạnh phúc.
Và chúc cho em trai sẽ luôn luôn có thật nhiều thành công và may mắn trên con đường sự nghiệp của về lên trên sân khấu đi ạ, chúng ta sân khấu đi ạ. Xin mời cả mẹ chú rể nữa ạ. Vâng ạ. Xin mời các vị thân sinh cô dâu và chú rể sẽ cùng chứng kiến những nghi thức rất là thiêng liêng trong ngày hạnh phúc của hai con của mình trong ngày đặc biệt hôm nay, và sẽ thầm chúc cho các con của mình những điều thật là tốt đẹp, những điều tuyệt vời nhất trong một mùa xuân mới và một cuộc hành trình mới của cô dâu và chú rể chính thức bắt đầu kể từ ngày hôm nay. Tình yêu thì bắt đầu từ đôi mắt và ngày vui hạnh phúc thì bắt đầu từ ngày hôm nay. Xin mời cô dâu và chú rể sẽ cùng cắt bánh cưới hạnh phúc và ba tầng bánh cưới trong ngày hôm nay. Đó chính là những cung bậc cảm xúc ngọt ngào của tình yêu. Đó cũng là sự chia ngọt sẻ bùi của cô dâu và chú rể họ dành cho nhau từ nay mãi mãi về sau. Xin mời cô dâu và chú rể tiến sang bên này để chuẩn bị làm nghi thức rót rượu xung quanh hạnh phúc. Bên này của vợ đây. Đây. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, hòa trong không khí hân hoan của hai bên gia đình đón mừng dâu hiền rể thảo, đón 10 phút trăm năm cô dâu chú rể, xin được kính mời hai bên gia đình thông gia đến cùng chạm ly đi ạ, để cùng gắn kết cho tình thông gia của hai bên gia đình sẽ luôn luôn đậm đà và bền vững. Bố mẹ cứ ở trên sân khấu đi ạ. Và trong giây phút này, ban tổ chức của chúng tôi rất muốn toàn thể quý anh chị và các bạn dành cho cô dâu và chú rể bằng hai chữ hạnh phúc. Quý vị sẵn lòng chưa? Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Và ngay sau đây thì bố của chú rể
Đặng Hoàng là ông Thân sẽ có đôi lời gửi tới toàn thể các cụ, công, các bà cũng như các quý vị quan khách trong ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời bố chú rể ạ. Xin lời cảm ơn tôi thay mặt cho gia đình. Xin trân trọng cảm ơn các hai họ, nội ngoại và bà con bạn bè, các thanh niên nam nữ của các cháu, gia đình của anh chị Năng Huế, cũng như toàn thể gia đình nhà gái đang lên đây tổ chức long trọng. Tôi không biết nói gì hơn, xin trân trọng cảm ơn và mời tất cả các cô ông cô bà cũng như toàn thể thanh niên nam nữ bạn bè của các cháu ăn giàu uống nước rồi mừng cho gia đình của tôi. Cảm ơn. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn những lời phát biểu của bố của chú rể đã gửi những lời cảm ơn chân thành nhất tới toàn thể các quý vị, anh chị và các bạn trong ngày hôm nay đã cùng trở về đây. Chúc mừng ngày vui hạnh phúc cho cô dâu và chú rể. Các quý vị đã không quản ngại đường xá xa xôi, bớt chút thời gian và ngọc quý báu của mình để dành trọn vẹn những tình cảm yêu thương cho cô dâu và chú rể trong buổi chiều ngày hôm nay. Một lần nữa, ban tổ chức xin được trân trọng cảm ơn rất là nhiều. Xin được trân trọng cảm ơn bố mẹ cũng như là cô dâu chú rể rất là nhiều.